Hello, xin chào tất cả mọi người, quý cô chú anh chị, quý vị khán giả. Hiện tại hội thiện nguyện BDS đang có mặt tại Mỹ Thuận, Vĩnh Long, đã tìm được thấy thi thể của nạn nhân nam 39 tuổi bị bệnh tâm thần đó cả nhà. Giờ đã tìm được thi thể, đưa về nhà rồi. Âm thanh hình ảnh rõ không cả nhà ơi? Dạ, xin chào quý cô chú anh chị, quý vị khán giả nha. Đây là phía cánh tay trong thần đang chỉ là nhà của nạn nhân. Thì nạn nhân 39 tuổi, đi từ ngay chỗ cái chân của ông Cường đang đứng đó, đi cái cầu thang xuống dưới này. Rồi xong rồi bị tâm thần á cả nhà, nên là đi một mình, cứ đi thẳng đi xuống dưới sông luôn chứ không có chợt té ngã gì hết nha cả nhà. Thì theo như sáng giờ hỏi với gia đình thì gia đình kể, thì lúc mà nạn nhân đi xuống á thì có một bà mẹ già ở nhà, nên là bà mẹ già sợ là anh trai 39 tuổi á, thanh niên á, mạnh quá nên bà già lôi không lại, nên là có qua bên hàng xóm á, kêu là giúp đỡ giùm. Nhưng mà bên hàng xóm cũng có một hai người gì đó rồi qua không kịp, nên là nạn nhân đi từ trên đó đi thẳng xuống ở đây luôn. Thì lúc mà đi thì người mẹ cũng có kêu lại, thì nạn nhân nói là có sư cô nào kêu nạn nhân đi, đang đợi. Mà lúc mà đi thì cái nhà khóa cửa, nạn nhân cũng có nói là đi đường thủy nó nhanh hơn là đi đường bộ, nên là sư cô đang đợi con dưới đường thủy á, nên là đi trực tiếp từ trên đó xuống dưới đây luôn, không có người mẹ già không có kéo lại kịp, là đi thẳng xuống dưới đây là chìm là mất tích luôn đó cả nhà. Dạ, cảm ơn Quốc Trung Kiện, cảm ơn chú Dũng nhiều lắm, nghe rõ chú. Đang ở chợ Vĩnh Long mà, thì đây là con sông đây nè cả nhà, đó con sông đây nè, thì kéo thi thể từ trôi từ trên kia kéo về đây, rồi công an đang xuống khám nghiệm hiện trường tử thi rồi là xong hết rồi. Bây giờ là người nhà tắm rửa rồi mặc đồ để mà tẩm liệm cho nạn nhân nha cả nhà. Bình thường á, nói chung là ảnh bị tâm thần nhưng mà ảnh cũng đi làm hồ, làm công việc, lâu lâu lên cơn mới dậy thôi. Mà hôm nay thì tự một mình đi thẳng xuống dưới sông luôn. Rồi hai anh em bước qua bên đây ha, tôi kêu dở bên không mà dở nha. Chào quý cô chú anh chị nha, chào Cẩm Như, Đỗ Minh Thư, Trần Ngân, Kim Lành Nguyễn, Quốc Dũng Nguyễn nè, chào Nước Mắt Nụ Cười, chào Võ Vũ nè. À, rõ, ok, cảm ơn chị Bảo Ngọc nè, Nguyễn Bé nè, Loan Nguyễn nè, Lê Dũng nè, Thanh Trúc nè, Ngọc Tiên nè. Xin chào hết quý cô chú anh chị, quý khán giả nha. Bây giờ họ với lại gia đình đang hỗ trợ mặc đồ vô cho, mặc bộ đồ mới vô cho nạn nhân nha cả nhà. Lúc nãy lên cả nhà, người em khóc á, người em nói quá trời luôn. Nó là chú Hữu nói thôi đừng có nói nữa, nói sao mày ngu, sao anh ngu vậy này kia nọ, nói nói sao từ đây về sau không được gặp anh nữa. Rồi anh Bảo Xanh là anh em út quá cả nhà, nhà có 6 anh em. Chào Mai Mai, chào Lê Ánh Hướng. Luồn cái ống quần vô trong đi rồi hắn cầm cái giò. Đỡ vậy đi, luồn cái ống quần vô cho nó lòi cái giò ra ngoài mới đấm. Xin chào cả nhà nha. Nay sáng giờ mấy thầy trò đi từ đêm hôm qua mấy cái giò luôn. Thi thể tìm được gần nhà không trọng phận. Dạ, thi thể tìm được cách gần 2 cây số nha chú Dũng.
Thủy Bình Lưu. Dạ. À, tìm gần cách nhà 2 cây số. Nắm cái cổ chân vỡ lên ông, kéo luôn nè. Nắm vỡ. Sư phụ đang đứng trên đó để mà cùng anh em hỗ trợ gia đình đó cả nhà. Xin chào Hình Chương nha. Cảm ơn. Cảm ơn Hình Chương, cảm ơn nhà chào Nguyễn Phượng nè. Chào Mai Phương, chào quý cô chú anh chị mới vô. Ngoài trời thời tiết đang mưa luôn. Tự mình tự đi luôn, không có té, không có ngã gì hết á. Tự đi từ trên đi thẳng xuống luôn. À, cả nhà mình xem chi tiết á, cả nhà mình qua bên YouTube á, đăng ký hoặc là chia sẻ ủng hộ kênh hội Thiện VDS để biết rõ chi tiết nha cả nhà. Trọng Thuận cũng không lại gần để mà quay thi thể cho cả nhà mình xem, mong rằng cả nhà thông cảm vì những hình ảnh nhạy cảm, có người thì xem được, có người không xem được á, sợ mọi người xem những ảnh nhạy cảm nên Trọng Thuận xin phép đứng xa xa chút xíu nha cả nhà. Chào Mến Lý nè, chào Hồng Thúy nè, chào Vinh Thu, chào Phương Nguyễn, Phượng Nguyễn, Ho Kim. Đó, đang mặc đồ. Chào Bình Phạm nha, mưa luôn rồi. Giờ đang vô cái túi xác vô. Bình thường á anh này á ảnh hay hay nhậu ở nhà một mình rồi nói chuyện một mình, cũng ít có ra bờ sông này ngồi lắm, mà lâu lâu á gia đình nói lâu lâu lên cơn á thì lại nói là người này người kia dẫn đi. Đó, nhưng mà lần này đi thì ảnh đi thì có bà mẹ già ở nhà, rồi ảnh nói có người đợi nên là ảnh đi, ảnh sư cô đợi ảnh đi luôn. Ảnh đi từ trên ảnh đi xuống luôn chứ không có té, không có chợt gì hết trơn á cả nhà. Chào tất cả quý cô chú anh chị, quý vị khán giả ha, anh em đang đứng phía trên đó. Sư phụ đang ở trên luôn nha cả nhà. Chào Nguyễn Hữu Chí nè, chào Trịnh Thanh Tâm, chào Duyên Duyên, chào Lâm Chí Vĩnh, chào Phúc Lê, chào Yến Nguyễn, chào hết quý chú anh chị nha. Chào Đạt Trang, chào Hình Thị Hô Duyên, chào Mai Hoa. Quý Hiếu. Chưa làm xong rồi hỗ trợ cho gia đình xong xuôi hết rồi mới về nha cả nhà.
chào Nguyễn Đăng nè, chào Thanh Tuyền nha, chào Hoàng Nguyễn Văn. À, sắp hoàn thành mặt đồ gần xong rồi, à, chắc Trọng Thuận đi lên trên đó rồi hỗ trợ để mà cho anh em, rồi hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở chi tiết hơn ở hoàn cảnh này ở trên kênh Hội Thiện Nguyện BDS nha cả nhà. Thì báo với cả nhà là đã tìm được thi thể rồi đó, bây giờ anh em hỗ trợ tổng luyện cho nạn nhân. Cái phần này cả nhà mình có thể xem ở trên trên kênh YouTube nha cả nhà. Rồi giờ thì Trọng Thuận xin phép kết thúc buổi livestream tại đây để mà cho cả nhà mình biết tối qua giờ mấy thầy trò đi đã tìm được thi thể rồi nha cả nhà nha. Trọng Thuận xin phép cả nhà, Trọng Thuận kết thúc video tại đây. Kính chúc quý cô chú anh chị, quý vị khán giả thật là nhiều sức khỏe.